Tập 46. Báo cáo, bên trong không có ai, chạy hết rồi. Cái gì? Chạy rồi. Lập tức đi báo cáo với cục trưởng Dương. Rõ. Đồng chí Phương Nguyên, cấp trên lệnh chúng tôi đến tiếp ứng cho cậu. Cảm ơn. Chúng ta mau đi thôi. Quân địch rất có khả năng đuổi theo bất cứ lúc nào. Được, đi. Quân địch đuổi đến rồi. Chuẩn bị chiến đấu. Đi, đi. Nào. Cha, Hồ An, hôm nay sẽ để hai người thấy, có báo thù cho hai người thế nào? Một đám phần tử cứng đầu, không thấy quan tài không đổ lệ. Cục trưởng, trời tối như vậy, bọn chúng có thể chạy rồi. Chúng ta về đi. Không được, bên đó không còn đường đi nào khác cả. Bao giờ cho tôi, nhanh. Đi, bao vây bọn chúng. Rõ. Thiếu Đông Gia, xem ra hôm nay khả năng chúng ta cùng xông ra là không thể nữa rồi. Cậu mau dẫn Di Hạ Rút. Không được, địa hình nơi này tôi rất rõ. Anh bảo vệ Di Hạ Rút trước đi, tôi chặn phía sau. Không được, các anh không đi, tôi cũng không đi. Muốn chết thì cùng chết. Thiếu Đông Gia, anh đừng quên, chúng ta cùng sống cùng chết. Đừng tranh luận nữa. Phương Nguyên, đừng có mà chạy nữa. Nơi này đã bị bao vây rồi. Chỉ cần cậu không chống lại, các anh em của tôi bảo đảm cậu không chết. Bắn cho tôi. Lên cho tôi. Lên. Cục trưởng, cứ bắn tiếp như vậy sẽ không còn ai sống đâu. Chúng ta quay về biết ăn nói thế nào.
ăn nói. Đem một cái xác về còn hơn là tay không. Các anh em không màng sống chết, bắn cho tôi. Mau dẫn theo Dư Hạ rút lui cho tôi. Tôi không ổn rồi. Cố Tam, tôi, đời này của Cố Tam tôi, có thể kề vai sát cánh cùng cậu tác chiến là vinh hạnh của tôi. Nhưng mà Cậu không thể để các anh em của chúng ta hy sinh vô ích được. Tạm biệt. Cố Tam, chết Đông Gia. Lên, bắt sống. Dư Hạ, Dư Hạ, không sao. Tôi và cha và cả Hồ An cuối cùng có thể đoàn viên rồi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thiếu Đông Gia, lần này thực sự không thể bảo vệ anh nữa rồi. Xin lỗi. Phải sống thật tốt. Sống thật tốt.
Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Sắp thắng rồi. Đồ tốt. Đồ tốt. Đặc phái viên. Anh đây là... Không có gì. Nói, có chuyện gì? Báo cáo đặc phái viên một tin tức vô cùng tốt. Phương Nguyên, phần tử đảng Cộng sản, bị chúng ta bắt rồi. Đồng đảng của anh ta Dư Hạ đã bị chúng ta bắn chết tại chỗ. Hay, làm tốt lắm Cục trưởng Dương. Tôi sẽ xin công lao này trước mặt ông chủ đới cho cậu. Quốc dân đảng hương thịnh và diệt vong, mọi người dân đều có trách nhiệm. Cảm ơn đặc phái viên đã bồi dưỡng. Nói hay lắm. Đi làm việc đi. Đặc phái viên, sau này anh có chuyện gì cứ việc dặn dò tôi. Dương mổ tôi quyết không từ chối. Vậy thì xem biểu hiện của cậu. Được. Đi đi. Ông chủ đới, tôi là Hồ Bính Lâm. Tôi vừa mới tận tay bắt được phần tử đảng Cộng sản của Tô Châu. Đúng, đúng. Phải, tôi nhất định đích thân thẩm tra, tìm hiểu rõ ngọn ngành, tiêu diệt triệt để thế lực còn sót lại của đảng Cộng sản ở Tô Châu. Phải, tuân mệnh. Sắp thắng rồi. Quả thực là đồ tốt. Ông chủ Phương, quả thật xuất thân quân nhân, một chữ cũng không nói. Anh thế này khiến anh em tôi rất khó xử. Các anh em, thả lỏng gân cốt cho ông chủ Phương. Đó, dừng tay. Đừng kích động như vậy. Ông chủ Phương, cậu là một người thông minh, sao cứ mãi không hiểu vậy? Ông chủ Phương bị đảng Cộng sản mê hoặc quá rồi. Cậu làm việc cho bọn họ có lợi ích gì không? Cửa hàng niêm phong, tài sản tịch thu, bây giờ đến cậu cũng bị bắt vào đây rồi. Tôi thấy vụ làm ăn lỗ vốn này chúng ta không thể làm. Tôi chẳng có gì để nói với mấy người. Ông chủ Phương, anh em tôi bái phục anh. Nhưng anh thấy hôm nay một chữ cũng không nói, có thể từ đây sống đi ra ngoài không chứ? Anh chỉ có con đường chết thôi. Tôi chỉ nói cho các người biết, Phương Nguyên tôi tự đi vào con đường này, mạng của tôi đã không phải là của bản thân nữa rồi. Ông chủ Phương muốn làm anh hùng, vậy tôi tính nợ cậu. Ví dụ, tôi nói là ví dụ, chúng tôi lấy danh tiếng Hán Giang công bố thân phận của cậu. Danh hiệu anh hùng này của cậu không làm nổi rồi. Sợ là sau này còn gặp phải người đời xỉa xói. Thế thì cậu bị thiệt rồi. Lịch sử là công chính. Tôi sẽ quan tâm các người định tôi tội danh gì sao? Ngược lại, tôi muốn khuyên đặc phái Diên Hồ, anh quay về nghĩ kỹ đi. Sau khi anh chết, người đời sẽ đánh giá anh thế nào? Một kẻ dơ dét hết của cải của nhân dân, bao biện dung túng cho Hán Giang, tàn sát nhân sĩ yêu nước. Anh cho rằng anh chạy được à? Được. Nếu ông chủ Phương đã thế này, chúng ta không có gì để nói nữa. Cậu cứ tiếp tục chịu nỗi khổ da thịt đi. Tôi muốn xem người anh hùng này rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến lúc nào. Tiếp tục hầu hạ ông chủ Phương. Rõ. Nào,
Thư giãn gần cốt trong chủ phương. Em đừng đi. Chậm thôi. Sao bây giờ anh mới về? Anh sao vậy? Thiếu gia đồng hồ bị Hồ Bính Lâm bắt lại rồi. Anh nói gì? Hồ Bính Lâm biết anh ấy là người phụ trách của đảng Cộng sản ở Tô Châu. Dư Hạ hy sinh rồi. Thiếu đồng gia bây giờ đang ở phòng thẩm tra chịu hình. Chị em, chị em biết không? Em đừng lo, chị em vẫn chưa biết. Anh sợ cô ấy lo nên vẫn chưa dám nói. Trước khi cứu được người ra ngoài, tuyệt đối đừng để chị ấy biết. Giận Lai, anh nhất định phải cứu anh ấy ra ngoài. Anh ấy không chỉ là anh rể tương lai của em, mà còn là ân nhân của Trần gia chúng ta. Như Ngọc, em yên tâm. Cho dù anh không được làm đội trưởng đội điều tra, cũng nhất định nghĩ cách cứu đồng thiếu gia ra ngoài. Tiểu bảo bối, tôi phải cảm ơn em. Nếu không phải em, sao tôi có thể dễ dàng tóm được tội phạm quan trọng như vậy? Đạp Phái Viên, nếu như anh thăng quan phát tài, đừng quên Nguyễn Nhi đấy. Không quên em được đâu. Nhưng mà tháp Trân Châu sao vẫn chưa có tung tích? Cửa hàng trang sức anh lục soát hết chưa? Đương nhiên rồi, bên ngoài nát bét rồi. Đến một vật giống vậy cũng không có, chứ nói gì là tháp Trân Châu. Chẳng lẽ tháp Trân Châu vẫn ở trong tay chị họ cả của em? Em có một chủ ý, có thể khiến chị họ của em cam tâm tình nguyện đưa tháp Trân Châu cho anh. Thật sao? Em đến Tô Châu lâu vậy rồi, chị họ, sao không mời em đến nhà chị chứ? Căn nhà này của chị đẹp lắm. Em đến nhà chúng tôi làm gì? Chị họ, chị xem bộ váy của em đẹp không? Nhưng mà chị cũng đừng quá ngưỡng mộ em. Đây là đồ Đặc Phái Viên Hồ cố ý mua cho em. Chị nói xem, thói đời này, nếu như em không dựa vào Đặc Phái Viên, em còn có thể dựa vào ai? Hơn nữa, người ta không bạc đãi em, em tự nhiên muốn thay anh ấy làm gì. Đến nhà chúng tôi có chuyện gì? Em mau nói đi. Chuyện này có liên quan tới chị, em đương nhiên đến tìm chị rồi. Chuyện gì có thể liên quan đến tôi được chứ? Liên quan đến Phương Nguyên, liên quan đến Dư Hạ thì sao? Rốt cuộc em muốn nói gì? Trông chị lo lắng chưa kìa. Dư Hạ chết rồi, Phương Nguyên đã bị bắt vào nhà lao, đang chịu hình. Chuyện gì? Em biết trong lòng chị vẫn chưa thể bỏ được Phương Nguyên. Lần này Phương Nguyên chết chắc rồi. Chị họ, chị cũng đừng quá lo lắng. Có một người có thể giúp anh ta. Ai? Chị đấy. Tôi. Tôi cứu thế nào? Thói đời ngày nay là, nếu như chị muốn cứu một người thì phải bỏ tiền ra. Qua được cửa ải của Đặc Phái Viên thì thả một người ra ngoài, không phải là chuyện của một câu nói sao? Chị cứu anh ấy cần bao nhiêu tiền? Thứ bình thường chắc chắn không cảm động được Đặc Phái Viên. Nhưng mà chị họ, không phải chị có tháp Trân Châu sao? Quá ra là vậy. Tô Nguyễn Nhi, có phải cô sớm đã nhầm vào tháp Trân Châu của tôi rồi không? Chị họ, em cũng nói rồi, người này cứu hay không, chị tự xem mà làm đi. Nếu như lời của Tô Nguyễn Nhi là thật, vậy chị giao tháp Trân Châu ra đi cứu Phương Nguyên. Nhưng bây giờ cho dù giao tháp Trân Châu ra, Hồ Bính Lâm chưa chắc thả Thiếu Đông Gia. Tôi nghe nói anh ta đã đem chuyện này báo cáo lên Đới Lạp để tranh công rồi. Có thể thả người hay không, bây giờ anh ta nói căn bản cũng không có tác dụng. Chị tuyệt đối đừng làm theo.
Hồ Bính Lâm nổi tiếng hám tài. Bây giờ hắn ta muốn tháp Trân Châu, còn đối xử với Phương thiếu gia không ra gì. Đã đến khi hắn có tháp Trân Châu rồi, chúng ta thật sự hết cách cứu anh ấy. Nhưng bây giờ Phương Nguyên mỗi ngày đều phải chịu cực hình tra tấn, chị bắt buộc phải dùng khoảng thời gian ngắn nhất cứu anh ấy ra ngoài. Chị có cách rồi. Bây giờ chúng ta không thể quản. Còn cả Như Ngọc, em còn đang mang thai, bắt buộc phải về quê trước. Chị muốn làm gì? Như Ngọc, em nghe chị ấy đi. Giận Lai, kế hoạch sau đây phải nhờ cậu giúp rồi. Cậu có thể làm được không? Tôi có thể. Được. Kế hoạch của tôi là thế này. Đội trưởng Hách, tôi phụng lệnh Đặc Phái Viên đến đưa Phương Nguyên đi tra hỏi trước. Phương Nguyên là trọng phạm, không có thư tay của Đặc Phái Viên thì không được đi. Nhìn thấy chưa? Nhanh lên. Người anh em, không được đâu. Nhanh lên, ở đó mà nhiều lời. Đặc Phái Viên đang đợi. Rõ. Phương Nguyên, tỉnh lại. Đứng lên. Đi. Thiếu Đông Gia, Giận Lai, cảm ơn cậu mạo hiểm cứu tôi. Tôi chỉ sợ như vậy sẽ liên lụy đến cậu. Thiếu Đông Gia, tôi sinh ra đã nhát gan, nhưng trận chiến này khiến tôi hiểu một đạo lý: sợ hãi và chạy trốn căn bản không có tác dụng. So với như vậy chi bằng liều mạng với chúng. Anh là ân nhân của cả nhà tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh chết trong nhà lao. Hơn nữa, đại tiểu thư cũng dạy tôi qua phải làm thế nào. Đại tiểu thư, sau khi chúng ta ra khỏi thành thì đi về hướng nào? Giận Lai, cậu đừng đi theo chúng tôi, quá nguy hiểm. Cậu dẫn theo Như Ngọc và mẹ tìm một nơi an toàn để trốn đi. Làm vậy sao được? Tôi đã đồng ý với Như Ngọc phải bảo vệ hai người thật tốt. Hơn nữa lúc này không thể bỏ mặc hai người không lo. Giận Lai, cậu nghe tôi. Bây giờ Như Ngọc đang mang thai, đó là đứa bé của cả Trần Gia và Hách Gia. Bây giờ cậu là cha rồi, là trụ cột của cả nhà. Tôi không thể để cậu mạo hiểm. Mau đi đi. Thiếu Đông Gia, Giận Lai, tấm lòng của cậu tôi hiểu. Nhưng như ca nói đúng, bây giờ cậu không phải chỉ có một mình, cậu còn cả Như Ngọc và con của mình. Giận Lai, lát nữa cậu men theo con đường này, đi thẳng về phía trước. Ở đó có một chiếc xe đang đợi cậu. Tôi sắp xếp xong rồi, họ sẽ đưa cậu về quê. Đi mau. Nhưng mà, đừng nói nữa. Cậu yên tâm đi đi. Chuyện tiếp theo để tôi và Như Ngọc cùng đối mặt. Thiếu Đông Gia, đại tiểu thư, vì hai người bảo trọng. Yên tâm đi. Đi mau. Đi mau đi. Bảo trọng. Đặc Phái Viên, sao lại đến? Phương Nguyên đâu? Đội trưởng Hách đưa đi tra hỏi rồi. Các cậu trông như kiểu gì vậy? Đội trưởng Hách cầm thư đích thân anh viết, hơn nữa còn có dấu ấn của cục cảnh sát. Một lũ phế vật. Hỏng rồi. Phương Nguyên, phía trước có người kiểm tra. Làm sao đây? Không sao, mạnh mẽ đối đáp. Chuyện còn lại nghe anh.
Dừng xe. Kiểm tra. Chồng tôi là người của đội truy tìm. Kiểm tra cái gì? Vừa nhận được lệnh của đặc phái viên, tất cả các xe đều phải kiểm tra. Đây là giấy thông hành đặc biệt, đặc phái viên đích thân phát. Cậu nhìn cho rõ đi. Đợi một lát. Tình hình không đúng. Đuổi theo. Cấm chạy, đứng lại cho tôi. Bên kia, nhanh. Người đâu? Bên kia. Đuổi theo cho tôi. Giữ lại một người sống. Phương Nguyên, đại tiểu thư Trần gia, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đúng là có duyên. Phương Nguyên, còn nhớ nữ trợ thủ xinh đẹp kia của cậu không? Chết quá thảm rồi. Tôi không muốn hôm nay lại xem bi kịch nữa. Chúng ta có thể là một vụ giao dịch. Chỉ cần cậu giao ra tháp Trân Châu, Dương Quảng Bằng tôi đảm bảo hai người không chết. Xem ra tình yêu của hai chúng ta định sẵn không thể tránh khỏi chiến tranh rồi. Xin lỗi, anh nghĩ anh phải nuốt lời rồi. Không thể cùng em đi đến cuối cùng. Nhưng em yên tâm, trái tim anh mãi mãi ở bên em. Tiếp tục sống cho tốt. Tạm biệt. Phương Nguyên, Phương Nguyên, Phương Nguyên. Phương Nguyên. Phương Nguyên. Các cậu từng thấy mèo bắt chuột chưa? Hôm nay cho các cậu xem. Phương Nguyên, không phải cậu có thể chạy sao? Cậu chạy đi. Tôi xem cậu có thể chạy đến đâu. Người có thể đấu với trời, đấu với đất, nhưng không thể đấu với mạng người. Đó chính là mạng của cậu. Cậu còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay tôi. Cậu bớt nói thừa với tôi. Có bản lĩnh thì nổ súng đi.
Nổ súng. Tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy đâu. Như ca, đại tiểu thư Trần gia, tay của cô là để cầm dao phẫu thuật, không phải cầm súng. Cô dám nổ súng bắn tôi? Phương Nguyên, hai người đúng là một đôi uyên ương liều mạng. Dương Quảng Bằng tôi cũng là một người hâm mộ thần tiên, hâm mộ uyên ương. Được, hôm nay tôi cho hai người một cơ hội nữa. Chỉ cần bây giờ cậu giao ra tháp Trân Châu, Dương Quảng Bằng tôi sẽ cho hai người một con đường sống. Thả hai người đi. Phương Nguyên, Phương Nguyên, Như Ngọc, anh về rồi. Anh về rồi. Về là tốt rồi.
trời sắp sáng, quạ kêu, sương giăng đầy trời. Cây phong bên sông cùng ánh lửa trên thuyền cá khiến tôi buồn không ngủ được. Bên ngoài thành Cô Tô có chùa Hàng Sơn cô đơn lạnh lẽo. Nửa đêm tiếng chuông kêu truyền đến con tàu đang chở khách. Cảm ơn các bạn đã đón xem phim tại Hoa Thành Phim. Hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim sau.